Sao Chào vậy? các bạn. Đang đợi bà ngoại ra để chở bà ngoại đi chơi. Hôm nay là ngày đi hát chương trình Ước Mơ Của Nhung. Hôm nay rủ bà ngoại đi, bà ngoại nói đi. Ok đi. Giờ đang đợi bà ngoại ra thì gọi cho chị Hương coi. Kìa ngoại ra kìa. Nó ra rồi. Áo lông đẹp chưa? Má mặc áo lông đẹp chưa? Đi coi ca nhạc má. Ừ, đi chứ có con mà không đi được. Trời ơi, đội nón mặc áo lông đẹp chưa? Quang mặc đồ đẹp quá. Ừ, má khen Quang mặc đồ đẹp kìa. Sao má không khen Lâu lắm mới đi. Mấy con đâu mà con? Mới đi đâu coi người ta nhạc. Má chưa có ngủ không má? Có ngủ được không? Mình đi đi con kim về 12 giờ rồi trời ơi, cho nên ngủ quá trời, ngủ quá trời. 12 giờ dậy rồi mà say 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 mệt 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 cho nên ngủ tiếp trời ơi. Vậy tới hả? 3 giờ kém mới dậy. Rồi mới có ăn không? Có Ăn rồi mới đi ngủ á hả? về mới ăn. Ừ. Đi mua cây mệt ma má. Mua cây Mua cây gì má? cũng được, mấy cây à, mua 4 cây. 4 cây hả? Cây gì má? Cây gì cây bông màu trắng? Cây bông màu cây trắng. gì nữa? Mình thấy mùi nó lét không? Mình thấy mùi nó lét không? Trời ơi, không có đem mắt kiến theo đeo. Sao mà môi đỏ không? Tại mang giày đỏ. Mang giày đỏ xong rồi đeo bông tai đỏ cho nên là đến môi mình đỏ. Trong áo đỏ. Trong áo đỏ luôn, bông đỏ luôn. Cho nên là cũng hợp. Hoàng, anh Tý, Linh, An An, Trizy đang lu su bu đằng kia. Ủa, rồi còn ai nữa? Nãy nó mới thấy Hoài Tâm. Rồi à. Dạ. Dạ. Không có đám cưới đâu. Cái này là chương trình ca nhạc. Không phải đám cưới. Chương trình ca nhạc và gây quỹ từ thiện, gây quỹ để mà xây chùa, xây trường học cho chùa. Bà Chi Di nè, bà Chi Di kìa. Đây là Chi Di nè, chị bé heo nè, đó chị bé heo chụp hình nè. Chị Ý Lan nè. Chị Ý Lan trẻ đẹp ghê chưa? Ôi, chị trẻ đẹp ghê chưa? Đây là ông Đức Tiến kìa, ông Đức Tiến. Chị Hương đi ngủ à? Chắc vậy. À, mới đi hát về nè. Tặng bông đẹp chưa? Để vô trong cái ly để mà thôi nó héo. Rồi, cắm bông vô cái bình này. Không biết cắm để vậy luôn mà ha. Để vậy cũng đẹp chứ bộ. Đẹp, đẹp, đẹp.
Má đặt tầng xong. Sát lên má. Ngay lại. Má mặc áo ngủ của má vô rồi nè, vô sẵn rồi nè. Rồi ngồi im nha. Không cao, bảo đảm thấp. Không có cao đâu má. Hồi sáng là má 136 hả? Đúng không má? Ừ. Ý, 108 à. Ừ. Trời ơi, đi chơi về lăn xong đâu có lên. Ừ. Đi chơi về tăng xong xuống thấp vui chưa? Ok hả má? Ừ. Rồi, thôi vô ngủ má. Con với má đọc một ít kinh này ngủ ha. Tắt đi má. Rồi, đi ngủ. Đi, đi, đi tắt đèn. Mày vô đây nằm ngủ đi má. Vô đây nằm này đọc 5 kinh này ngủ. Rồi nó nằm xuống đi. Tắt đèn cho má ngủ. Con qua con nằm đọc kinh với má 5 kinh rồi con qua con ngủ luôn. Má ngủ nha. Ngon nha má. Ừ. Cởi giày ra đi. Chưa có sức kem, sức dầu gì cho má nữa. Thôi khỏi đi. Khuya rồi. Khuya rồi thôi. Ngày mai sức. Ừ. Giờ nằm xuống đi. Xuống mắt rồi kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội hiện nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội hiện nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Gioan Bautista được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Rồi, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Rồi, đọc vậy thôi nha má. Rồi, giờ mình đi ngủ đi. Má tắt đèn má ngủ đi. Chúc má ngủ ngon nha. Bye con. Con ngủ. Morning bà. 7 giờ kém rồi. Tăng xong nhiêu má? Chưa đo hả? Má con cần chở ra ngoài đó không? Má đo đi, má đo tăng xong đi. Chị Hương ngủ được không? Được. 126 85 76. Tốt quá má. Ừ. Cần con chở ra ngoài tập thể dục không? Ừ. Nha, con chở má đi nha. Ừ. Má có thay đồ không? Thay chứ. Ờ. Không có thay mà kéo lạnh đi. Ừ, ok. Má ghi 126, 85, 76. Trời ơi, má ngủ một lèo từ tối tới sáng luôn má. 85, 76. Ngủ được mà, giờ mới dậy á. Ôi, ngủ tới 6 giờ rưỡi mới dậy luôn. Phải không má? 6 giờ rưỡi mới cái tường 5 rưỡi, 5 đáng thêm một chút. Trời trời. Em nói đâu, cái gì đâu mà dậy gấp, ngủ được cứ ngủ đi. Ừ. Cái này ngủ chắc đã rồi mới dậy. Thì ngày ngủ được, ngày không ngủ được, thấy rõ không? Ngày được, nhưng ngày không? Chưa bữa trưa ngủ trưa được. Ừ. Ngày hôm qua đem bánh ú về nè. Ủa má chưa có ăn nữa hả?
Thôi đi về em. Thôi ăn đi, đi trễ tí cũng đâu sao má. Còn uống thuốc nữa làm chi? Uống rồi. Uống rồi, ủa chưa ăn sao uống thuốc? Ăn cái này nè. Thôi đất ơi. Rồi má không ăn má đói sao má? Má ăn một tí đi, má cạp miếng đi. Chủ nhật không ăn nhà luôn, sáng ăn đường, chưa ăn đường. Chủ nhật buổi trưa ăn ngoài đường luôn. Ăn sinh nhật. Ăn quan luôn. Quan luôn. Ngoại luôn. Ngày. Hôm qua thì bữa nay ăn nhà. Hôm qua thì trưa nay ăn nhà, em thì đi đi đám cưới. Chiều hôm qua ăn nhà luôn. Chiều ăn nhà luôn. Chị Hương làm cái gì đây? Cá. Kho cá thơm. À, kho cá nục với thơm. Nè, cá nục nè. Hôm qua đi xô nè, mua bánh ú. Mua bánh ú ủng hộ. Đi má, đi, chở má đi cho nhanh. Bánh ngon quá con. Bánh ngon không? Dạ. Vậy hả? Hôm qua An mua một đống luôn. Cũng ủng hộ má ha. Ừ. Xong rồi An cho mình nguyên bịch, không biết mấy cái nữa. 12 cái. 12 cái à? Ừ. Đâu, con ăn thử thôi. Cái này có gì trong vậy ta? Ừ, ngon ha. Cái nếp nó dẻo dẻo quá ha. Ừ. Đi. Đi, con chậm nó đi. Cái đó đừng chạy qua ăn nha. Biết rồi. Cái đó là xong Quang ăn được. Đi nha ba. Ừ. Đi nha. Nó ra kìa. Nó đội non lên kìa. Hôm nay mới ngủ được. Ôi, mới có 3 người à má. Ừ. Rồi má xuống đi. Cảm ơn nha. Cảm ơn gì mà cảm ơn. Tập thể dục vui vẻ nha má. Dạ. Nha, ngủ. Dạ? Nha, ngủ. Đâu có, con dậy luôn chứ con ngủ không gì. À, má đi à. Má đi vô kìa. Mặc cái quần nó ấm lắm á, nhìn nên má thích mặc lắm. Má đi. Đào của nhà 8 nè, bự chưa, đào quá trời đào luôn. Nè, cái trái nó bự đó, cái ti là cái ti. Không tới hái ăn là ý, ở dưới đây cũng có nè. U quá trời dưới đây luôn, ở đây nữa nè. Ở trong kia nó kìa. U ở đây có hai cây nhỏ xíu nè. U cái trái này bự tà bá luôn nè. Cái tì ơi, cái trái này bự tà bá luôn. Cái tì ơi, mày muốn qua mày hái là mất gắn chịu nha. Cái tì, nó biết à. U Vô làm công chuyện này kia chút rồi chuẩn bị đi đám cưới. Trời ơi, nó rụng một cái đào dưới đây nè.